Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có nghe David Xe? Dạ, cảm ơn đồng đạo David Xe, cảm ơn chú Phú Lâm đã cho biết tín hiệu nghe rất rõ. Mới xài máy không có biết. Chú Ngô về em tính hỏi dòng sông bé nhỏ bữa nay có chia sẻ được không? Chú Ngô điện nghe lọng lọng qua dòng sông bé nhỏ không biết bắt chỗ nào để trả lời lên chú Ngô lính lúng túng hết trơn quý vị ơi. Ra tại vì cái buổi đầu á, hôm rày á, thì cái chế độ mà điện thoại để mà nghe á, trong máy vi tính á, thì dòng sông bé nhỏ cũng chưa có biết nữa. Hôm nay á, nghe chú Ngô hỏi văng vẳng gì đó mà mình không có biết đường là bắt cái chỗ nào để nói, nên con cũng nhờ chú Ngô thông cảm, thì từ từ thì con học chắc con cũng sẽ biết. Và kính thưa trở lại thì kính thưa tất cả quý vị trước máy, thì hôm nay hiện bây giờ thì đồng đạo chúng ta được 27 thành viên ở trước máy thì để cùng chia đổi trao đổi cho buổi trưa hôm nay. Thì dòng sông bé nhỏ được lời mời của chú Ngô thì bây giờ xem như là dòng sông bé nhỏ có cái gì thì đãi cái nấy thôi quý vị, quan trọng là mình hết lòng thôi. Cái phẩm vật đãi thì cũng không bằng cách đãi, thì bây giờ có sao thì mình đãi vậy, do mình hết lòng thôi. Thì quý chú cũng thông cảm cho dòng sông bé nhỏ, cũng như tất cả anh chị em mình cũng thông cảm cho những gì mà dòng sông bé nhỏ còn thiếu sót. Để đi vào cái sự chia sẻ này hôm nay, dòng sông bé nhỏ xin chia sẻ với quý vị một một đề luận, đó là qua hai cái câu giảng mà được trích ở trong quyển Khiếm Thiện, tức là quyển năm của Đức. Thì quyển Khiếm Thiện này thì gồm có 732 câu quý vị. Thì hôm nay dòng sông bé nhỏ sẽ chia sẻ với quý vị qua hai câu giảng của một mệnh đề, đó là tu cho rõ mối quyền thân, quay đầu Phật pháp, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Thì bây giờ á, mình tìm hiểu coi Đức Thầy nói tu cho rõ mối quyền thân. Rõ mối quyền thân là như thế nào? Quy đầu Phật pháp ra sao? Để khỏi là tai nạn nó như thế nào? Thì bây giờ chúng ta để cùng nhau mà bàn bạc. Thì thưa quý vị, bởi vì con người sống trong cái đời hạ nguyên mạt pháp này, phước thì mỏng, nghiệp thì dày. Do vậy mà nhiều cái sự thiên tai địa ách nó đe dọa, nó vây quanh với chúng ta. Hết cái khổ này thì tới lúc này có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn kìa. Bây giờ thì không có bao nhiêu đâu, nhưng mà từ từ rồi thì nó sẽ đến một cái cơ hội mà dữ dằn, để cho chúng ta mới có cái ngày mà tận diệt được cái gì. Có nhiều khi cái khổ nạn của chung quả địa cầu của trái đất nó chưa có đến, nhưng mà cái khổ nạn riêng về bản thân mình, tôi có một người bạn cùng đi xe với mình thường lắm, nhưng mà bữa nọ chị cũng tốt lòng là con ở bên nước ngoài về, chị rất là mừng mua cái bánh sinh nhật chay để mà làm mà lễ sinh nhật cho đứa cháu. Rồi chị thì chị bạn của mình, nhưng mà thương mẹ mình cũng như là mẹ của chị gì. Cắt miếng bánh thì chạy vô cho mẹ, nhưng mà đi khoảng có từ ngoài vô đây khoảng 2 cây số thôi, nhưng mà trên đường chị đi thì khoảng con cây ngoài số của chị còn khoảng 500 mét và tới nhà mình đó. Nhưng mà con chó nó chạy qua rồi thì thấy an rồi phải không, nó quay đầu nó đảo lại là chị nói rồi rồi đó quý vị. Thì đụng lưa con chó cũng bự cao lắm, nên té xe cộ dãy rộng sức càng hết trơn quý vị ơi. Chỉ thì chạy rồi chị cẳng nó mai cái đầu nó không có sao. Cho nên mình thấy có nhiều cái tai nạn mà nó vây quanh trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta, cho nên phải cố gắng mà niệm Phật thường. Thí dụ như mình đến với nhau để trao đổi đạo đức, đó là cái điều kiện mà làm cho chúng ta có một cái chất liệu là giác ngộ thường thường, để rồi chi chúng ta phải thường niệm Phật. Chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi được cái tai qua nạn khỏi. Đức Thầy nói là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt đó, thì nạn tai cũng thoát như không. Mặc dù mình trả nghiệp, mặc dù chị bạn chỉ bị té xe, người ta chỉ bưng cái Sài Gòn nhút thôi đi bán, mà người ta lật cái giò cái mang cái đôi dép cao gót nó lật á, thì bắt đầu cũng bị là gãy xương ha, phải chịu tốn tiền 5-7 triệu bạc, phải là cặp inox
gãy cái chân á, mà chị té từ trên té xuống mà chị chạy da xước cái giò, thì thấy cái từ cái chỗ mà nhờ mình có cái sự biết tu á mà nó chuyển từ cái nghiệp nặng đến cái nghiệp nhẹ, chứ không phải là mình hoàn toàn sạch nghiệp. Nếu như mình hoàn toàn sạch nghiệp thì mình đã về bên kia rồi, không có còn ở bên đây đâu. Cho nên do vậy mà chúng ta có một cái niềm tin rất là sâu sắc đối với nhân quả, đối với giáo lý nhà Phật, nhất là đối với những lời kêu gọi của Đức Thầy không bao giờ sai. Thầy nói tu cho rõ mối huyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Tu là gì quý vị? Tu á là sửa, có nghĩa là chúng ta sửa từ một cái lời nói nè, cái việc làm, cái tư tưởng, từ cái vấn đề mà tam nghiệp của chúng ta, từ quấy thành phải, từ tà thành chánh, thì gọi là tu. Giống như một cái căn nhà siêu vẹo mà người ta có thể tu bổ lại cho nó được á, là ngay ngắn cứng chắc cũng gọi là tu, phải không? Đó là tu gia. Còn một cái cây cầu mà nó gập ghềnh, nó siêu vẹo, nó gãy đổ mà người ta sửa sang lại thì gọi là tu kiều. Cái con lộ nó gồ ghề, nó ổ gà, nó có nhiều cái sự mà hầm hố, ví dụ như nó trong trên mà người ta trải đá, người ta lót nhựa thì gọi là tu lộ. Đó là cái từ tu đó. Ngay cái bản thân của chúng ta thì sao? Phải tu từ cái thân, từ cái khẩu, từ cái ý. Trước đây mình chưa biết tu á, mình làm cái gì cũng phạm vào cái tam nghiệp thập ác. Thí dụ như là cũng do cái thân này nè mà chúng ta sát sanh, cũng do cái thân này mà chúng ta đạo tặc, cũng do cái thân này mà chúng ta tà dâm. Hôm nay chúng ta đã ý thức giác ngộ tu hành rồi thì chúng ta sửa lại. Ngày xưa cái miệng mình á, nó chứa đựng nhiều cái sinh mạng của sanh vật, giống như là một cái miếng đất nhị tỳ, phải không? Mà hôm nay á, mình biết tu tập rồi, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua, hay là Đức Phật thầy Tây An nói là cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Vậy thì nhờ chúng ta đã ý thức giác ngộ, nghĩ rằng cái cuộc sống vô thường, dầu cho mình có lo cho nó, mình có dồi mài cạo gọt, mình có cưng nó dưỡng nó, như tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, dành cửa nhà cho nó ở, thì kiếm tiền thanh sách cho nó vui. Mà hôm nay mình đã ý thức rồi, dù mình có cưng nó, mình có dưỡng nó cỡ nào thì cuối cùng cũng 100 năm là đã trả rồi. Khi mình đến đây tay không thì nữa mình đi cũng trở về trắng tay, phải không quý vị? Cái cuộc để đó đi con. Cho nên á là chúng ta phải nghĩ vấn đề đó, rồi chúng ta không có là cung phụng cho xác thân mà nương vào cái xác thân này để chúng ta làm gì? Làm từ thiện nè, rồi chúng ta bố thí giúp đời, phải không quý vị? Thì cũng nhờ cái xác thân này. Có đôi khi mình là người cư sĩ tại gia mà có những người ý thức được đạo đức, nghe lời dạy của Đức Thầy, người ta không có giàu có mà người ta đem cái thân này làm rất là vất vả cực khổ. Cái đồng tiền chính đáng đó mà họ để bố thí giúp đời thì cái đồng tiền đó hết sức là quý, phải không? Giả như cái người giàu mà người ta cầm 100 triệu, 50 triệu người ta cho, nhưng mà người ta có là công ty, có xí nghiệp, có cơ sở. Còn cái người nghèo á, miễn biết đạo đức rồi á, thì đi làm một ngày đó được 100 ngàn mà nhín ra 10 ngàn, 5 ngàn cho thì 5 ngàn, 10 ngàn, cái giá trị, cái chất liệu nó cũng bằng 100 triệu của một cái nhà đại gia. Nếu như ý thức như vậy, hay là ít nữa chúng ta cầm một cái đồng tiền, một chén gạo cho một cái người ăn xin qua đường, thì cũng là cái thân này chúng ta biết làm việc thiện. Chính vì vậy mà gọi là tu đó. Rồi hôm trước đây mình không có biết tu á, mình mở lời nói ra cao gác ỷ thị, nói một lời làm cho người ta đau suốt cả ngày, làm ta mất ngủ trắng cả đêm, phải không? Làm cho người ta đau khổ, người ta âu sầu chính vì cái lời nói của mình. Bởi vì người ta yếu thế cô thân, người ta không có trả lời với mình được, nhưng mà người ta ngậm ngùi, người ta đau khổ. Mà hôm nay mình biết tu rồi thì mình lựa những cái lời nào nói để an ủi, để động viên, để nhắc nhở, để dỗ về.
từ cái sự khổ não mà người ta được an lạc, từ cái sự thất bại mà ta thành công, thì đó là chúng ta đã chuyển bại thành thắng, là do cái vấn đề mà ta biết tu, ta sử dụng cái lời nói của mình. Ngày xưa mình có những cái tư tưởng mình muốn cho họ thua mình, họ kém hơn mình, mọi mặt tất cả mình hơn người ta, mình có những cái tư tưởng đó, tức là những cái tư tưởng tục hàng quấy lỗi. Mà hôm nay mình biết tu rồi thì cái tư tưởng mình phải thanh cao lên, có nghĩa là mình suy nghĩ một điều gì phải làm lợi ích cho chính mọi người và bản thân của chúng ta, thì chúng ta mới suy nghĩ vậy. Thì đó là cái tư tưởng trong sạch của chúng ta đó, cái tư tưởng thanh cao đó, cái tư tưởng chánh đáng đó, thì cũng gọi là tu, tu về tu ý. Như vậy là nếu như chúng ta biết tu rồi thì nó rất là kết quả quan quý vị. Mà ở đây Đức Thầy nói tu cho rõ mối quyền thâm. Quyền thâm là gì? Ngoài cái sự mà tu, tức là mình sửa sang tam nghiệp, mình trở thành cái tam nghiệp thánh thiện rồi, không còn phải nương theo cái vấn đề tội lỗi của thập ác nữa, thì hôm nay chúng ta lại còn một điều là biết được cái lẽ quyền thâm của Phật pháp. Quyền thâm tức là nhiệm sâu, tức là một cái chân lý mà hay gọi là cái chân tâm, và nói đến cái cảnh giới là cái cảnh niết bàn nữa quý vị. Nên gọi là quyền thâm. Như vậy thì cái từ quyền thâm là ý nói cái chỗ sâu kín nhiệm màu của đạo. Và cái sự quyền thâm nó có ba cái nghĩa như thế này. Một là chân lý quyền thâm, tức là cái chỗ nhiệm màu sâu kín của đạo lý, thì gọi là nhiệm quyền thâm. Quyền thâm trầm thốt tuyệt, Đức Thầy nói đó, vô vi chánh đạo hỏi người ôi. Rồi thứ hai là tự tánh quyền thâm, tức là cái chỗ màu nhiệm sâu kín của cái bản tâm mình. Nếu như mình không có tu thì mình sẽ không có thấy cái tâm mình có cái sự màu nhiệm, nó vắng lặng, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó như một cái người đã chứng đắc rồi, thì cái tâm người ta không còn bị ràng buộc bởi thức tình lục dục, nó giải thoát nơi cảnh niết bàn cực lạc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cõi ta bà là cõi đau khổ, mà đối lại cái cõi ta bà là cực lạc, niết bàn là chỗ chỗ an vui tột cùng. Cái chỗ đó là cái chỗ viên mãn trường tồn. Cái chỗ này là con người sống không còn hạn lượng nữa, mà không còn tứ khổ, nên đó cũng gọi là quyền thâm đó quý vị. Thì từ ngữ quyền thâm là chỉ cho trạng thái chứng đắc của nhà tu, tức là tu cho rõ mối quyền thâm, tu như thế nào đó mà để chúng ta được chứng đắc tất cả các cảnh, từ nội tâm đến ngoại cảnh, thì gọi là quyền thâm. Quy đầu tức là chịu phục đó, chịu phục thì gọi là quy đầu. Thí dụ mà mình nói một cái vấn đề đơn thuần thôi, thí dụ mà đứa con nó làm lỗi phải không, mà cha mẹ rượt nó cứ chạy hoài, nó không chịu quay đầu để mà nó chấp nhận cái tội lỗi, nó xin lỗi với ông cha bà mẹ, thì ông cha bà mẹ càng tức chừng nào càng rượt nó chừng đấy, mà càng rượt thì càng khổ giữa mẹ và cha thôi, phải không? Ở đây chúng ta quy đầu tức là chúng ta chấp nhận quy phục, tức là quy y về Phật pháp, không có còn là ương ngạnh, không có còn là tàn bạo ngược ngang, mà phải chấp nhận theo chân lý, theo pháp đầu. Bởi vì hồi đó giờ chúng ta chạy theo cái niệm ác, chúng ta chạy theo cái hành động ác, và chúng ta cứ chạy theo cái tư tưởng ác. Mà hôm nay chúng ta biết dừng lại mà còn làm ngược lại nữa thì gọi là quy đầu đó quý vị. Quy đầu Phật pháp thì Đức Phật và giáo lý của Đức Phật đọc đủ là Phật pháp đó quý vị. Tức là Phật pháp tăng nói vậy, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, khỏi tức là vượt qua đó, mà tai nạn tức là nạn tai đó quý vị. Những cái điều mà không may mắn đưa đến với mình làm cho mình phải khổ sở thì thông thường là cháy nhà nè, lật xe nè, chìm tàu nè, mất của nè, bệnh hoạn vân vân và vân vân. Thì theo nhà Phật chúng ta thấy có ba cái thứ tai và tám cái thứ nạn, kêu là tam tai và bát nạn, phải không? Bởi vì Đức Thầy nói là
ít câu mà ý niệm sâu nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Và tôi cũng thường nhắc là Đức Thầy nói là Đức Thầy cho biết là giảng của Ngài là rút chân các lực các kinh, cho nên Đức Thầy nói là nói bao trùm tổng quát. Tuy nhiên mà chúng ta muốn hiểu rằng cái nạn tai như thế nào thì chúng ta còn phải liên hệ đến sách vở của nhà Phật và của Thánh Hiền, phải không? Cho chúng sanh tường. Vậy thì chúng ta có thể liên hệ, bởi vì Đạo Phật Giáo Hòa Hảo nó liên hệ là Tam Giáo Quy Nguyên với quý vị, Phật Lão Nho. Như vậy thì chúng ta thấy là tam tai, ví dụ như bây giờ nói đến tai nạn, tức là tam tai, là tam tai có hai cái phần, một là tiểu tam tai và hai là đại tam tai. Bây giờ mình tìm hiểu tiểu tam tai là gì? Tiểu là nhỏ đó, mà tam tai là ba cái điều tai nạn lặt vặt thì gọi là tiểu tam tai quý vị. Đó, tức là ba cái sự á, khổ ách nó nhỏ, nó làm nhiễu hại cho chúng sanh vào cái giai đoạn cuối của cái cuộc tiểu kiếp giảm này nè, tức là cái cuộc đời hạ nguyên mạt pháp. Một là cơ cẩn tai, tức là cái cảnh đối khác dập dồn làm khổ hại cho mọi người. Thương hại bấy lê dân đức ruột, Đức Thầy nói á, vợ con đó là cơ cẩn tai đó quý vị. Thứ hai là tật dịch tai, tức là cái cảnh dịch bệnh làm khổ hại cho nhân dân, cho bá tánh. Rồi thứ ba là đao binh tai, tức là cái cảnh chiến tranh làm khổ hại. Như chúng ta thấy vào cái thời mà trước đây gọi là đệ nhị thế chiến, thì quý vị biết chết biết bao nhiêu là nhân sanh, phải không? Và nhân sanh biết bao nhiêu là bị đồ thán vì cái sự mà chiến tranh giặc giả đó. Rồi đó là tiểu tam tai đó. Còn đại tam tai là gì? Là ba cái tai ách lớn mà làm tiêu diệt cho chúng sanh và thế giới ở vào một cái giai đoạn cuối của trung kiếp, tức là cái kiếp quại này đây. Tức là một là đại quả tai nè, là trận lửa lớn đốt cháy tiêu khắp cả cái cõi dục và cái cõi cháy tiêu đến cái cảnh sơ thiền, tức là cái cảnh của cái cõi sắc giới đó quý vị. Đức Thầy cho biết là dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sáng vật điền viên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương. Chưa đến, chừng nào đến thì chúng ta sẽ thấy liền. Thì gọi là đại tai đó quý, đại quả tai. Rồi thứ hai là đại thủy tai, tức là một cái trận lục lớn. Đây nó sẽ nhận chìm khắp cả cái cõi dục và lên đến cái cõi nhị thiền của cõi sắc. Đó. Rồi đến là đại phong tai, tức là trận gió lớn thổi tiêu khắp cả cái cõi dục giới và lên đến cái cảnh tam thiền của cõi sắc giới. Như vậy thì chúng ta thấy nói về tam tai không chưa đủ gì mà còn bát nạn nữa. Bát nạn là gì? Thường ta gọi hai cái từ cặp của nó là tam tai bát nạn, phải không? Bát nạn tức là tám cái thứ khổ nạn của chúng sanh. Một là địa ngục nạn nè, tức là cái con người mà nếu lúc còn sống á, mà làm những cái việc hung ác, ngông cuồng, không kể gì đạo đức, không tôn trọng tình người, luân thường đảo lộn, đạo lý rối ren rồi đấy, thì khi cuối cuộc đời họ luôn chết rồi sẽ bị sự hành phạt khổ sở vô cùng. Khổ sở vô cùng. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, tội phước kia... xin lỗi, Đức Thầy nói là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Như vậy là đi vào cái cảnh giới địa ngục của quý vị. Cái cảnh này khổ không cùng tận, không bút mực nào tả xiết. Rồi thứ hai là ngạ quỷ nạn, tức là ở trong cái cõi ngạ quỷ cũng là một cái nạn rất lớn à, luôn bị sự đói khát khổ sở không ngớt, lại cũng không có một cái vấn đề mà được gặp Phật Pháp để mà tu tập đâu, để mà hoài đầu đâu, đến đó là coi như tiêu rồi chứ không còn mà ăn năn cho kịp đâu. Rồi thứ ba là súc sanh nạn, tức là ở cái cõi súc sanh nhưng mà luôn bị sự kinh sợ khổ sở, cũng không có Phật Pháp nên không dễ gì mà chúng ta tu được. Rồi thứ tư là lung manh ấm á nạn, tức là sanh ở cõi người
nhưng mà bị các cái tật như là đuôi nè, điếc nè, câm nè, ngọng nè, cho dù có Phật pháp nhưng mà khó tin tưởng và khó nghe theo lắm quý vị. Thí dụ đuôi rồi rồi làm sao, rồi điếc rồi, người ta có nói trăm kinh ngàn sách gì hay là những cái lời mà giác ngộ thánh thiện của Đức Phật vẫn không nghe được, hoặc là không có nói được một lời nào nữa thì sao, cũng gọi là nạn đó, phải không? Lung minh ám á nạn, lung manh ám á nạn. Rồi thứ năm là sanh tiền Phật hậu Phật nạn. Đằng sau sanh tiền Phật có nghĩa là sanh trước đó. Trước khi mà Đức Thích Ca ra đời á, thì ông A Tư Đà ổng xem cái dốc dáng của Thái tử Sĩ Đạt Ta, ổng đoán biết là Thái tử Sĩ Đạt Ta sẽ làm thầy trong thiên hạ và làm trời trên các cõi trời, có thể đem cái giáo lý mà quảng bá và dìu dắt chúng sanh được giải thoát. Nhưng mà tiếc gì cái tuổi ổng không còn sống, không còn sống, cho nên đó là ổng tiếc, ổng khóc luôn quý vị. Thì cũng gọi là sanh tiền Phật, cũng gọi là nạn, phải không? Sanh tiền Phật hậu Phật nạn, có nghĩa là sanh trước Phật giống như ông ta A Tư Đà cũng là một cái nạn lớn, mà hậu Phật nạn tức là sau khi Đức Phật ra đời mà mình còn bị ở dưới địa ngục trầm nịch ở dưới hoài, không có đầu thai lên được làm con người. Dầu cho Đức Huỳnh Giáo Chủ có ra đời dạy đạo, dầu có 2-3 ngàn tín đồ quy y mà mình còn ở địa ngục hoài thì cũng là sau thời Phật ra đời, phải không quý vị? Sanh tiền Phật hậu Phật nạn tức là sanh trước Phật cũng là cái nạn, mà sanh sau cái thời Đức Phật có lâm phàm rồi cũng là một cái nạn rất lớn. Sao mà kêu bằng không còn thấy được kinh sách để mà coi theo. Chứ thí dụ như chúng tôi dòng sông bé nhỏ nè, sanh sau thời kỳ Đức Thầy, chúng ta ra đời không có gặp được Thầy, không có kiến diện Thầy thiệt, nhưng mà cũng còn hữu duyên gặp được giáo lý Thầy. Thầy cho biết là coi kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp, chẳng nài thời khắc, phải không? Thì mình cũng còn được cái duyên. Mà sợ khi hết cái thời đại này mà mình còn ở dưới địa ngục hoài á, thì gọi là sao Phật đó. Thì sanh tiền Phật hậu Phật nạn là như vậy. Thứ sáu là thế trí biện thông nạn, là cái người này sanh ở cõi người nhưng mà lại có chút đỉnh hiểu biết về cái lý thế gian. Nhưng mà như là thí dụ hay là họ biết về nho giáo chút đỉnh, hay là biết về khoa học Phật học, nhưng mà biết về Phật khoa học hay là cái lý thuyết của họ thuộc gì, cái hàng là ngoại đạo chứ không phải cái hàng mà được gặp Phật pháp, rồi chấp trước và chẳng tin Phật pháp, chẳng nghe lời giáo huấn của Đức Phật nên không đủ nhân duyên mà tu tập. Đây là gọi là cái nạn thế trí biện thông rồi thì coi như bó tay, không ai nói nghe, người ta nghĩ người ta trên hết, người ta số 1, người ta là một La Mã, phải không? Cho nên nói người ta không có nghe đâu, vì cũng gọi là thế trí biện thông nữa. Rồi thứ bảy là bắt cưu lô châu nạn, có nghĩa là sanh ở cái cõi người nhưng mà giờ nhằm cái châu phía bắc á, tuy sống lâu và sung sướng hơn cái châu phía nam, nam thiện bộ châu thiệt, nhưng mà không có Phật pháp nên không thể nào tu tập được. Cái nạn thứ tám đó là vô tưởng thiên nạn, có nghĩa là sanh ở cái cõi trời nhưng mà nhằm cái cõi trời vô tưởng, sống như là trong khô định đó, chỉ có một cái tâm ngoan không, tức là đồng với vô tri đó quý vị, chẳng có cái sự cảm giác là lại nữa, cái cõi này là không có được thánh nhân hay là Phật thị hiện để mà giáo hóa đâu, cho nên không bao giờ họ gặp được cái Phật pháp, chỉ hưởng hết phước rồi đi lại thế gian nữa mà thôi, nên không có thể nào tu tập và cũng không có cơ hội để giải thoát. Cho nên cái từ ngữ mà tai nạn ở đây á, là nhằm chỉ cho tất cả các thứ khổ trong đời hiện tại và mọi cái sự đe dọa ở kiếp hậu lai. Thì thưa quý vị, chúng ta xét lại thì chúng ta rất là có duyên, phải không quý vị? Chúng ta rất là có duyên cho nên sanh vào ngay cái thời kỳ của Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời, sau đời thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì, nhưng mà ngay vào cái thời kỳ Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời mà lại là sanh Nam Thiện Bộ Châu. Mà Đức Thầy chưa biết là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, phải không? Ngay cái cõi Nam, Nam Thiện Bộ Châu, mà ở ngay cái vùng mà thánh địa Hòa Hảo là được Đức Thầy ra đời để chỉ dạy.
thừa hưởng được một cái chân lý mà Ngài là một vị Phật, một vị Phật hoặc Phật trở lại quý vị. Thầy đã khẳng định là xưa nay không có mấy khi dương trần ta so với những cái nạn này là chúng ta đã không có, phải không? Nhưng mà hôm nay chúng ta biết tu tập nữa thì cái phước báo nó biết là chừng nào, phải không? Đã là một con người đầy đủ trọn vẹn lục căn lục trần, mà đã là sanh vào cái cõi nước Việt Nam, mà ngay cái chỗ thánh địa đã được Đức Phật ra đời để lâm phàm giáo hóa, mà chúng ta thấy được, gặp được cái đạo hòa hảo nữa. Mình đừng có nghĩ là đạo nào cũng chánh, thầy nào cũng chơn. Nếu đạo nào cũng chánh thì khi xưa Đức Phật Thích Ca ra đời đâu có phải có 94 mối đạo nữa ra đời. Đó có nhiều tà thuyết lộng hành quý vị. Mà nếu nào đạo nào cũng chơn thì hôm nay Đức Thầy chúng ta khỏi phải lâm phàm để độ thế đâu. Chính vì vậy mà Đức Thầy vì thương chúng sanh mà mới lâm phàm vào cái cõi này để độ thế, thì chúng ta thấy mình rất là có cái duyên may. Nếu như vậy mình cảm thấy mình có duyên may với Đức Quỳnh Giáo Chủ, mình có duyên may với Phật Pháp, và mình có duyên may với được cái thân người trọn vẹn có đầy đủ lục căn lục trần như thế này, thì thảo nào mà chúng ta lại chẳng tu, phải không? Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp nan dân kim dĩ dân. Thân người khó được mà hôm nay ta đã được, Phật Pháp khó nghe mà hôm nay chúng ta lại được nghe rồi. Thì chỉ có một điều là chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải dốc tâm, phải làm sao mà đem hết cái khả năng của mình trong cái cuộc đời còn lại từ đây về sau, dồn hết nội lực để chúng ta tiến tu theo lời dạy của Đức Thầy. Thì qua hai câu giảng mà tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nạn. Thì cái ý nghĩa hai câu giảng này Đức Thầy nhằm giới thiệu và về cái lợi ích của cái người tu hành. Bởi vì mà khi hành giả nghiêm trì giới lực, hạ thủ công phu cho đến khi nào các ác pháp nó chẳng còn, các thiện pháp nó viên mãn, thì chừng ấy hành giả mới chứng đắc cái bản tâm và đi vào niết bàn, hay là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Rồi trí mình lúc bấy giờ thông suốt tận cùng các lý pháp nhiệm màu của Phật, và chúng ta thọ dụng được vô lượng các món phước báo và thần thông trí tuệ. Thật là một khó, nó rất là nhiệm màu di diệu mà của nhà Phật để là cho chúng sanh thừa hưởng, quý vị ơi. Lại nữa thì chúng ta cũng thấy từ khi mà ta phát tâm, chúng ta quy y theo Tam Bảo, thì khi mà chúng ta trở về từ đó đó, chúng ta trở về sau là vĩnh viễn xa lìa ba đường ác đạo rồi đó. Bởi vì trong sách nói người mà đã quy y Tam Bảo thì xa lìa ba đường ác đạo, ví dụ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và nó cũng tách ly tám nạn, tức là bát nạn. Như vậy là vừa xa lìa tam tai mà cũng vừa xa lìa bát nạn, phải không quý vị? Bởi vì cái mục tiêu mà chúng ta tu hành là lấy cái điều lành làm nhân, nên á, hoàn toàn sẽ được thưởng cái quả an vui. Đức Thầy đã xác quyết rất rõ, nhân toàn thiện thì quả sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Đó là nói lên cái lý nhân quả nó rất là hiển nhiên. Một với một là hai, giống như chúng ta vào kiến á, mà chúng ta cười thì trong kiến mỉm cười lại, phải không? Những cái hình ảnh nó phản xạ. Chúng ta khóc thì ở trong cũng khóc, mà chúng ta ngồi thì trong ngồi, chúng ta đứng thì trong đứng. Như vậy thì chúng ta thấy nhân quả nó như hình với bóng, như gian theo tiếng, không bao giờ xa chạy. Trong khi chúng ta quy y tu hành, chúng ta bỏ ác làm lành thì dĩ nhiên hiện tại chúng ta cũng được cái sự là an vui, mà tương lai chúng ta còn có cái sự giải thoát vĩnh viễn trường tồn, không có ngày nào mà không còn hạn định, đúng không vậy? Bởi chúng ta lấy cái sự lánh dữ làm nhân nên được xa lìa hoàn toàn mọi điều tai nạn khổ sở. Thì thưa tất cả chư quý đồng đạo, xong bé nhỏ bị cảm lâu quá
để trong mình nó nóng là nó ho hoài tới, cho nên đây cũng là một cái sự rất là mất lịch sự khi trao đổi Phật pháp. Quý vị cũng thông cảm những cái điều mà dòng sông bé nhỏ ngoài ý muốn cũng rất là khổ tâm, nhưng mà không biết làm sao. Tóm lại thì chúng ta thấy hai cái câu giảng mà Đức Thầy nói là tu cho rõ mối huyền thâm đó, quay quy đầu Phật pháp khỏi, thì câu giảng này nó mang một cái ý nghĩa là Đức Thầy giới thiệu chúng sanh mà khi tu tập rồi, khi phát tâm tu hành thì sẽ được lợi ích và chứng đạo cái cảnh an vui và xa lìa mọi cái thứ khổ nạn quý vị. Thì để mình phân tích rõ và cho nó nắm được ý của hai câu này, khi đọc lên hai câu giảng thì chúng ta sẽ biết nó nằm vào cái ý nào rồi. Thì câu thứ nhất là nói về nhân tu đó, tu cho rõ mối huyền thâm, nhân tu và quả chứng. Bởi vì một cái chữ đầu á, là nói về cái nhân tu tu ha, còn năm chữ sau là nói về quả chứng. Tu tức là sửa, mà khi sửa rồi sẽ rõ mối huyền thâm, tức là khi mình có cái nhân tu rồi thì sinh mình sẽ được quả chứng tiếp theo. Cái câu thứ hai thì nói về cái sự quy y Tam Bảo và lợi ích của cái người quy y Tam Bảo. Quy đầu Phật pháp, tức là bốn chữ đầu là nói về sự quy y đó, mà bốn chữ sau thì nói về sự lợi ích của sự quy y. Nếu như mình có quy đầu Phật pháp thì khỏi lâm tai nạn. Nó cũng thuộc về dạng nhân tu và quả chứng đó quý vị. Quy đầu Phật pháp là nhân đó, mà khỏi lâm tai nạn là quả chứng. Như vậy thì thể hiện một cái lý nhân quả rất là viên dung. Nếu nhân toàn thiện thì quả sẽ do đó mà được toàn thiện. Thì kính thưa quý cô bác cùng toàn thể anh chị em ở trước máy, sau khi mà chúng ta nghe được giáo lý Đức Thầy mà chúng ta nghiền ngẫm, càng nghiền ngẫm thì chúng ta càng thấy hay. Cũng một câu đó, cũng một bài đó mà lần đầu mình đọc thì mình sẽ hiểu khác, lần thứ hai mình sẽ hiểu khác, lần thứ ba mình sẽ hiểu khác. Nhưng mà khi bắt tay vào việc trao đổi về giáo lý Đức Thầy, chúng ta mới thấy sự quyền diệu, màu nhiệm, và mình có một cái tấm lòng khả kính Đức Thầy chúng ta một cái tuyệt tuyệt đối quý vị ơi. Nếu như Thầy cho mình lại, mình cũng đợi Thầy mình lại hoàng đó. Tại vì lời dạy của Ngài ít câu mà ý niệm sâu, nghĩ suy cho tận mới hầu khôn ngoan. Vậy ai muốn được là người ngoan đạo của Đức Thầy thì chúng ta hãy ráng học đọc xem coi giáo lý, nghe theo lời Đức Thầy phiến tấn là lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà. Như vậy thì chúng ta càng học giảng chừng nào, giảng kinh đọc tụng chiều mai để chi? Làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Nếu chúng ta có xem kinh đọc giảng, chúng ta thấu đạt được lời dạy của Đức Thầy thì trên đường tu của chúng ta có một lập trường rất là kiên định, và tu 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 cho đến ngày mà giải thoát mới thôi quý vị. Theo như mình nghĩ, mình nhìn nhận được giáo lý Đức Thầy, cho dù có ai đem vàng kho bạc lượng mà kêu đừng tu theo giáo lý Đức Thầy thì chúng ta cũng chấp nhận một cảnh nghèo đói cơm tẻ ngày hai để hầu giữ gìn một cái bổn nguyện ở một đời một đạo cho đến ngày chung thân. Có như vậy thì đường tu chúng ta mới tiến bộ, và có như vậy thì trong đường tu của chúng ta mới đạt đến một cái kết quả rất là khả quan, và có như vậy thì chúng ta mới góp phần đền ơn cho thầy tổ. Bởi vì Đức Phật nói các con muốn đền ơn ta giáo pháp đó, hãy ráng học đi, quyết mà hành, cố mà truyền. Mọi sự cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá. Còn Đức Thầy cũng đồng với quan niệm đó. Đức Thầy nói cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Qua đó thì chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Thầy đã gửi gắm rất là sâu xa trong toàn bộ thi văn giáo lý. Là tín đồ Phật giáo hòa hảo hơn ai hết thì chúng ta phải ráng học đọc xem coi và suy nghiệm lời dạy của Đức Thầy để hầu trong bước đường tu thân hành thiện chúng ta làm đâu đạt đó, phải không quý vị?
Nếu chúng ta làm mà không đạt, càng làm chừng nào là tai hại càng lớn chừng ấy. Mà chúng ta làm đạt rồi, chúng ta hiểu tới đâu làm tới đó thì chậm mà chắc hơn là nhanh mà không chắc, phải không cô bác anh chị em? Cho nên đối với dòng sông bé nhỏ thì khi mà đã nhận nhiệm vụ làm giáo lý viên cũng đi thuyết trình đây đó, thì cũng rất cảm ơn Ban trị sự Trung ương đã tạo điều kiện và các xã mà dòng sông bé nhỏ gặp được cái rung đạo, cái rung mà sinh hoạt giáo lý Phật giáo hòa hảo, trao đổi như thế này và niệm Phật hàng ngày đó, dòng sông bé nhỏ cảm thấy rất là thích thú, rất là hạnh, dù ở một mình cũng vẫn là thấy vui nữa quý vị. Cho nên nó dành mọi điều kiện, dù có mắc phải đi đâu cũng tranh thủ riết về cho được 12 giờ mà mở máy để nghe, trao đổi, để học hỏi. Vì đây là một vấn đề mà, đây là một cái chương trình mà nhật tích nguyệt lũy, hàng ngày chúng ta có đầu tư nhiều chừng nào thì cái lợi ích nó càng nhiều chừng ấy. Cho nên mặc dù không có thấy được tất cả quý vị trước máy, chưa biết mặt ai hết, nhưng mà dòng sông bé nhỏ vẫn thầm lặng cảm ơn rất nhiều quý chú đã tạo dựng cái rung đạo sinh hoạt giáo lý như thế này. Và quý vị mình có công ăn chuyện làm gì cũng cố nhân dính chút thời gian để ủng hộ chương trình Phật Pháp. Quý vị ơi, cái chuyện thế gian mình ủng hộ hoài không có hết đâu, mà cái chuyện Phật Pháp này nó rất là cao quý, nó rất là cao quý. Mấy chú từ ở nước ngoài mà tạo những cái điều kiện cho đồng đạo chúng ta để quây quần bên nhau, đây là một cái sân khấu vô hình, đây là một cái diễn đàn vô hình chứ, đây là một điều kiện để chúng ta phát huy tinh thần đạo đức của mình, và đây là một cái cơ hội mà để chúng ta cùng xây lưng đau cật đáp ơn cho thầy tổ. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và an vui trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, thành tựu mọi việc lành các tường và như ý. Và dòng sông bé nhỏ cũng rất là chân thành cảm ơn quý chú Ngô cùng tất cả anh chị em đã đồng tình tạo điều kiện cho dòng sông bé nhỏ để gặp gỡ sông bé nhỏ. Hôm nay là nguyện kết cỏ ngậm dành, phải không quý vị? Và đến đây dòng sông bé nhỏ xin rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau cùng không quên sự góp ý của quý chú, quý anh, quý chị để cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lạy đạo tràng, kính thưa chư quý vị đồng đạo, thì vừa qua chúng ta đã tiếp nhận được lời chia sẻ của chị dòng sông bé nhỏ qua hai câu kim ngôn của đức thầy được trích trong quyển khuyến thiện. Giờ đây thì cũng như để đáp ứng theo lời đề nghị của MC Duyên Dáng David Xe, thì Minh Thiện xin gửi đến đạo tràng qua bài giảng của đức thầy với tựa đề là Ai Người Tri Kỷ. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Đà Phật. Nghĩ giết đời xưa gầm giết nay, ai người tri kỷ, ai là ai? Tại sanh chọn lựa trang hiền thảo, thức tình tâm trung sẽ vẹn mài. Vẹn mài mới đẹp đẹp tiên gia,
tông tổ thơm tho phước hai hàng tích mất quyền sâu ai hiểu đằng là thâu tích sĩ cùng ca cùng ca nẻo đạo chốn quyền thâm nghĩ việc xa xa ruột tim đau đớn cho đời ôi thảm họa mắt sầu có miền lại dương căm dường câm khó nói còn e thiền tinh thờ ơ nỗi sụt rè tiếng đồng bên tường nghe dặn dặn sức hèn như châu trong ngàn xe ngàn xe muốn nghiêng châu còn bay nước tung tìm phương ngàn trong kẻ tài rốt cuộc tương lai do quyết định phương trời xa thầm năm quyền quái quyền quái thế hệ cực ta mang luân chuyển nhân sanh lâm cuộc nàng ai hỏi dân lành ta sẽ đời đạo người sửa tròn dứt lầm than lầm than khói lửa với binh đao âu a lung tung nhường mau đào ba tâm say sưa mùi phổ quý sau này sẽ dương cầm đồ lao đồ lao muốn lắm sớm nghe ta bố thí trì chay giữ giới
Phật đạo trao dồi, tâm tâm lại giác thuyền chuyên chờ lúc càng qua. Càng qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta cho hẹn hò. Tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó ấm cùng no. Cùng no bốn biển một chả thôi, với tật tôi trên có Phật trời soi diệt thế dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn chư quý vị đồng đạo. Nãy giờ không thấy chị Ninh Kiều nhúc nhích. Kính thưa chư quý vị, vừa qua thì Minh Thiện đã diễn ngâm lời xong bài Ai Người Tri Kỷ, để thay đổi bầu không khí trong buổi sinh hoạt trưa nay. Cũng xin chân thành cảm ơn chư quý vị đồng đạo rất nhiều. Giờ đây thì liên tục chương trình thì xin mến mời MC Dương Dáng của chúng ta nha. Mời anh.